hát không được hay lắm và nhảy không được đẹp. Sao mấy cái đó phải chuyên môn? Mấy cái đó không phải khuyết điểm, cái đó là chuyện bình thường. Ngoài nấu ăn thì công việc nhà em đều làm được hết. Giỏi. Là một sinh viên có tốt nghiệp đại học. Có tốt nghiệp đại học. Khoảng bao lâu thì mình có thể nghĩ tới chuyện kết hôn á? Cái thời gian mà kết hôn thì em không có đặt nặng cái vấn đề. Tại vì em luôn sẵn sàng cho cái chuyện kết hôn đó. Tại vì đang thiếu một chú rể bên cạnh thôi. Quá đã. Lấy vợ giùm ở đâu? Có nhà riêng gì không? Dạ, em thì đã có nhà riêng và đã cũng đã ở riêng đã cũng 7 năm rồi. Nhà riêng ở đâu? Dạ, nhà riêng ở quận Gò Vấp. Gò Vấp hả? Gò Vấp giờ đất vàng đó. Có nhà riêng được rồi. Có đất trồng vườn không? Dạ, căn biệt thự của mẹ em tới 1.000 m². Trời ơi trời. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào chị Ngọc Lan, em chào con chào chú Quyền Linh và khán giả trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang, năm nay 28 tuổi và hiện tại là nhân viên ngân hàng. Hiện tại em đang sống ở quận 10 và làm việc ở quận 5. Đến đây thì em muốn tìm một nửa của mình. Hy vọng là khi mà ra về em có thể tìm được một nửa đó của mình. Cảm ơn em. Wow, tìm một nửa của mình mà muốn người đó là của mình luôn. Hai đứa về luôn ha. Mời nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bạn nữ bên kia. Chào tất cả mọi người có mặt tại trường quay ha. Em tên là Quỳnh Minh Đạt, năm nay em 33 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 12. Đạt làm gì? Dạ làm bây giờ kinh doanh trái cây tươi nhập khẩu. Tức là mình bán trái cây đó hả? Dạ đúng rồi. Nhập khẩu không hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Cái đó là của mình luôn hay sao em, hay là em làm cho người ta? Dạ cái đó là ngành hàng của nhà mình luôn hả chị? Nhà mình luôn. Dạ. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ và biết nấu ăn. Khuyết điểm thì không có nhiều lắm. Chỉ là hát không được hay lắm và nhảy không được đẹp. Hát không hay, nhảy không đẹp. Sao mấy cái đó phải chuyên mấy môn cái đó của không mình phải đó. Khuyết điểm, cái đó là chuyện bình thường. Dạ. Vậy thôi hả? Vậy thôi, có đơn gì giản nữa hả? Mọi thứ khá là đơn giản. Còn nhà trai? Thôi giờ ưu điểm trước đi anh ha. Rồi. Ngoài nấu ăn thì công việc nhà em đều làm được hết. Giỏi. Là một sinh viên có tốt nghiệp đại học. Có nghiệp không? Có tốt nghiệp đại học. Đó là ưu điểm đó, đúng rồi. Có ở dơ đồ không? Dạ không, em... Tao đâu ở dơ, tao làm quản lý bán siêu thị mà ở không. Dơ đâu ra thì mà hai. Tao hỏi khuyết điểm đó, thì không có ở dơ là không có khuyết điểm. Là không những không dơ mà ở rất là sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp luôn. Rồi còn có cái tật xấu gì không? Dạ, em có hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Khi ở một mình thôi. Khi ở một mình, còn hai mình là không hút đúng không? Có người là em hút không? Không. Được, có người là không hút. Hy vọng hôm nay về có người khỏi hút luôn. Vậy mình có mấy người mấy mối tình rồi Đạt? Dạ thật sự là có 3 mối tình. 3 mối hả? Dạ. Khá ha. Dạ. Mối lâu nhất là bao lâu? Dạ 1.5 năm. Năm rưỡi. Dạ. Ít nhất là nhiêu? Chắc tầm khoảng 6 tháng. 6 tháng hả? Dạ. 3 mối đó, mối nào đậm đà nhất? Mối đậm đà nhất là chắc có nghĩa là chắc mối thứ 3 luôn á. Mối thứ 3 luôn, 3 năm á hả? Dạ, 1.5 năm. Nhưng mà đậm đà 1.5 năm, đậm đà quá sao chia tay? Khi mà trình bày có quan điểm với lại những cái mà phù hợp trong cuộc sống như cũng như là trong việc khi mà kết hôn thì lại không thể đưa ra một cái ý kiến chung với nhau quá. Chỉ có những lúc mình nói tới kết hôn thì không có hợp thôi đúng không? Dạ đúng, có nghĩa là khi đến giai đoạn đó. Giai đoạn đó, chút xíu mình nói vụ này trước với bên kia nha. Hợp là mình tới luôn. Rồi nhà gái sao, tình duyên sao? Đến hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình nào chính thức. Còn nói về gọi là trên tình bạn với tình yêu ấy, thì cũng có vài mối, nhưng mà đó là kiểu như say nắng thời học sinh hoặc là sinh viên thôi, chứ còn gọi là hai người yêu nhau và tiến tới tìm hiểu nhau thì chưa có. Trời ơi, người thì không có khuyết điểm luôn, tính tình thì dễ thương nhưng mà chưa tìm được người phù hợp hả? Vậy bây giờ em nói luôn đi về cái mong muốn tìm một người đàn ông của mình như thế nào?
mong muốn của em cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần chiều cao bằng hoặc là hơn em. Ngoài ra thì về độ tuổi thì sẽ lớn hơn em là bạn nam đã đáp ứng được rồi. Và tiếp theo đó là gọn gàng và ngăn nắp, em không thích những người ở bờ bụng. Bên đây quá gọn. Dạ. Và nếu mà được thì biết nấu ăn đó. Có nấu ăn luôn, trời ơi, nãy tôi nói từ đầu luôn mà. Dạ đúng rồi, em thấy bạn nào rất là kiểu đúng chuẩn gu của em. Đúng gu luôn nè. Bây giờ em yêu cầu gì em nói theo coi giống bên kia, chứ nãy bên kia nói là giống hết bên đây rồi đó. Một bạn nữ cao tầm 1m60 trở lên là được rồi. Rồi có thể quản lý được, quản xuyến được gia đình, có thể làm được việc là tôn trọng người cha mẹ, các bậc tiền bối. Rồi có thể ứng xử được với lại những người như dì hoặc là những đứa trẻ em hoặc là gì đó. Có thể ứng xử được với tất cả mọi người. Giao tiếp ứng xử tốt đó ha. Dạ. Mời qua. Cao. Để tôi qua đây. Có cao. Bên đây cũng cao xinh lắm. Có xinh luôn. Nụ cười rất là tươi. Bạn này giao tiếp rất là tốt luôn. Không? Rồi. Dạ. Mình có ghét cái gì đàn ông không thích nữa không? Dạ có một cái điểm mà lúc nãy bạn Nam có nói mà em không thích, đó là hút thuốc. Bởi vì hút thuốc thì nó rất là có hại cho sức khỏe, không chỉ cho cái người đó mà chính những cái người xung quanh nữa. Đúng rồi. Cho nên là nếu mà được em hy vọng là bạn Nam có thể bỏ hút thuốc luôn. Bạn nói một câu rất hay, tức là bạn không hút thuốc ở chỗ nào có người. Nhưng mà bỏ được luôn thì tốt. Đúng, dạ, nếu mà bỏ được thì tốt ạ. Yên tâm, nếu vậy là bỏ được, còn cái người mà hút ghiền rồi đó, nó khác. Nha. Dạ. Vậy em muốn bỏ lúc nào em cũng ở kế bên. Kè kè 24/24 cho chị là bỏ hả? Được không? Ừ, được. Bây giờ là khoảng bao lâu thì mình có thể nghĩ tới chuyện kết hôn á? Thật ra cái thời gian mà kết hôn thì em không có đặt nặng cái vấn đề. Ừ. Tại vì em luôn sẵn sàng cho cái chuyện kết hôn đó. Tại vì đang thiếu một chú rể bên cạnh thôi. Quá đã. Nói nghe nè, bên đó chuẩn bị sẵn sàng lấy vợ chưa? Dạ rồi. Lấy vợ giùm ở đâu? Có nhà riêng gì không? Dạ, em thì đã có nhà riêng và đã cũng đã ở riêng đã cũng 7 năm rồi. Có nhà riêng rồi? Dạ đúng rồi. Ở riêng 7 năm luôn? Dạ đúng rồi, thì ban ngày thì em về bên nhà mẹ để em làm việc, em sắp xếp tất cả công việc. Buổi tối thì em về bên nhà em ngủ. Nhà riêng ở đâu? Dạ, nhà riêng ở quận Gò Vấp. Gò Vấp hả? Gò Vấp và đất vàng đó. Có nhà riêng được rồi, có đất trồng vườn không? Dạ, căn biệt thự của mẹ em tới 1.000 m². Trời ơi trời. Tôi còn có nữa đó. Mình hỏi bạn gái nè, đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đến với em trai của mình. Em ruột á hả? Dạ vâng. Trời, thấy em ruột thấy cao cỡ nào rồi ha. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh ạ. Con chào MC Ngọc Lan ạ. Mình thấy nhà trai. Thấy nhà trai sao? Em thấy anh trai ở đây là cao to ạ. À, cũng rất tốt ạ. Nhưng mà ngon. Có cái khuyết điểm là như đàn ông bây giờ hiện đại là không có hút thuốc á. Cho nên là em xin anh là bỏ muốn được hút thuốc đây là được. Dạ, câu hỏi của cái ok. Ok đúng không? Dạ. Ha ha, bỏ ha. Bỏ. Nhà tôi có trái cây tôi ăn không, tôi không cần hút thuốc gì luôn. Ừ. Rồi nhà, mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ của em luôn. Mẹ em. Xin kính chào Quỳnh Minh và các giả đại Ngọc Lan. Xin chào các thợ, tất cả các quý vị trong trường quay. Mình xin hỏi con một câu. Con có biết làm việc nhà không? Dạ, cái việc đó rất là... Con làm rất là nhùng nhuyễn luôn rồi con. Từ nhỏ là con đã làm việc nhà rồi ạ. Cô có một mình Đạt thôi. Dạ. Con có chịu làm dâu không? Dạ, việc đó con cũng rất là sẵn sàng. Thông minh, dứt khoát, giao tiếp tốt. Vậy đủ rồi. Đủ rồi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chị kéo tóc cho, chờ xin nha. Bắt đầu đi Đạt. Rồi, tiến tới. Đi lại. Tiến lại luôn, Đạt. Anh có quà để tặng em ha. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Rồi. Mở 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 quà ra coi cái gì. Một chai nước hoa đến từ Hoa Kỳ. Ý nhiều quá. Được không? Dạ rất là thơm. Trời thơm tới tấp rồi.
Dạ, đây là cái quyển sách có cái tiêu đề là Tôi không thích ồn ào. Và nó phù hợp với tính cách của em. Và em nghĩ là anh cũng phù hợp với cái quyển sách này. Anh cao 1m bao nhiêu? 77 em. Ồ, không sao, 77 là hơn em rồi. Em chỉ có 1m7 thôi. Đối với anh thì anh nghĩ tình yêu như thế nào trong cuộc sống hiện đại bây giờ? Tình yêu là sự yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu. Và quan trọng nhất trong tình yêu là sự tôn trọng lẫn nhau. Dạ vâng, thì đó cũng là cái ý nghĩa mà em cũng đang hướng đến. Đó là sự tôn trọng giữa hai bên. Và quan điểm về con cái thì đối với em thì con cái sẽ không có quan trọng là nam hay nữ nữa, bởi vì trong xã hội hiện đại mà. Nhưng mà nếu mà con cái thì mình nên có nhất hai trẻ thì nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì về tài chính của sau hôn nhân ấy, nhưng mà riêng quan điểm của em về cái vấn đề này là tiền của ai người đó giữ sẽ không bị ảnh hưởng, hoặc là sẽ không có bị trách móc nha. Những cái vấn đề mà hiểu lầm về tiền bạc thì nó không có nên trong cuộc sống. Bây giờ anh nói vậy ha, về vấn đề tài chính thì trong gia đình anh có thể lo được. Tiền của em làm, em cứ giữ đó và em có thể lo cho gia đình em, ba mẹ đi. Nhưng mà có thể một ràng buộc một vài trách nhiệm cho em là em có thể, ví dụ như 3 tháng, 4 tháng em phải mua những cái đồ dùng trong gia đình, xà bông hay cái gì đó, để có một sự trách nhiệm đối với gia đình như vậy thôi. Dạ, thì cái việc sống chung và sống riêng em không muốn gọi là tách bạch ra, nhưng mà ý là cái ngôi nhà mà mình sẽ sống ấy, sau khi kết hôn thì cái ngôi nhà đó nó không phải còn là của mỗi gia đình anh nữa, mà nó cũng có thêm em vào trong đó, đúng không? Đúng. Thì em cũng là cái người có trách nhiệm đó, cái ngôi nhà đó của mình. Thì mình cũng có thể là mua sắm cái đồ dùng trong gia đình, tại vì đó là cái nơi mình sinh sống mà. Chứ không phải là đặt nặng là vấn đề tài chính là của anh hay là tài chính của em, mà là cái ngôi nhà của chung thì chúng ta phải công bằng lẫn nhau, đúng không? Em là em thích sự công bằng và thẳng thắn lẫn nhau, đúng không? Dạ đúng rồi, em thể hiện cái sự tôn trọng giữa hai bên. Thật ra mỗi bạn quan điểm đều đúng hết, cách nói nó hơi khô thôi. Anh nghĩ là không sao đâu, vấn đề đó các bạn sẽ cân đối được. Và sao thôi, có mẹ ở đây mà. Tôi không ý kiến trong chuyện này, tại vì... Còn nếu tiền bạc mà có gì lấn cấn để tôi giải quyết cho. Bây giờ anh muốn các bạn đến với nhau, nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau để xem cảm xúc nó như thế nào. Nào, nắm tay bạn gái. Nhiều bạn gái đứng lên nào. Nhiều bạn gái đứng lên, đó. Đó. Về nãy giờ những gì em nói thì anh cũng thấy em là một trong những người anh nên tìm. Thì nếu mà được thì em cho anh cơ hội để tìm hiểu em và để đi xa hơn. Dạ. Trong cuộc đời sống này. Dạ vâng. Vẫn nắm tay hát cho nhau nghe một đoạn bài hát nào đó. Cùng xe Marika han chi pe isa aba kom oma kom e ki kom aba kom mun tung tung he oma kom mun na sun he e ki kom mun namo ku ya wa su su cha ran ta. Hát tiếng Hàn, mình đáp tiếng Hàn đi. Sarangnge Sarangnge là gì? Hiểu không? Opa, Sarangnge. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Nãy giờ chúng ta có thể nói vui, có thể đùa với nhau, nhưng đã đến lúc các bạn hãy nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại, kiểm tra xem con tim mình có thực sự rung động hay chưa. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nào, nắm tay nhau đi. Nắm hết trên tay vào với nhau. Đó, đúng rồi. Nắm chặt tay nhau, đừng buông tay ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Rồi, chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ, cảm ơn. Rồi. Thì cảm ơn. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty mắm Trí Hải.
Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách. Mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hãy trở về nơi bình yên nhất, đó là gia đình các bạn nhé. Hãy giữ lấy nó, giữ tất món quà đó và giữ lại những gì mà mình nói ngày hôm nay. Chúc hai em hạnh phúc. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời. Thép Vida KOA, tinh thần thép. Điểm đến của em thì tính cũng hơi nóng mà hiện tại bây giờ em khắc phục được rồi. Còn về vẫn khuyết điểm là trong công việc thì em hơi nóng tính, rụt rè trước đám đông. Em nấu ăn cũng tạm được chứ không được ngon lắm. Nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa anh về? Còn dán này nữa nè. Sống thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Trời. Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi, nhưng anh cũng thấy đủ rồi. Aquacilin, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Mời nhà trai. Mời đi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên là em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Bảo Toàn, sinh năm 1988. Quê ở đâu? Dạ, quê gốc thì ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Toàn đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em làm công việc kinh doanh mua bán nhỏ. Đang ở ngoài Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở Bà Rịa, Vũng Tàu luôn? Dạ. Mình ở ngoài đó với ai? Ở hiện tại ở bố. Còn mẹ thì đang ở quê. À, ở với bố ngoài đó thôi? Dạ. Có hai bố con thôi hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào anh Quỳnh Linh cùng toàn thể quý khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Cẩm Nhung. Em sinh năm 1991. Hiện tại là em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc tại Bình Dương. Công việc của em là nhân viên văn phòng. Bây giờ chúng ta biết nhau sơ sơ vậy rồi ha. Chúng ta nói về ưu điểm và khuyết điểm đi, nhà gái. Dạ, ưu điểm của em tính em thì là hật hà, chịu khó, siêng năng trong công việc. Em là người biết lắng nghe, biết quan tâm, biết lo cho gia đình. Còn về vẫn khuyết điểm là trong công việc thì em hơi nóng tính, rụt rè trước đám đông. Em nấu ăn cũng tạm được chứ không được ngon lắm. Rồi, mời nhà trai ạ. Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ. Thấy những người mà kém may mắn ở mình á, em giúp đỡ người. Rồi, khuyết điểm là gì Toàn? Khuyết điểm của em thì tính cũng hơi nóng mà hiện tại bây giờ em khắc phục được rồi. Với lại cũng hay quên. Hay quên? Dạ. Mình kinh doanh, mình chở hàng là gì Toàn? Dạ, em kinh doanh thịt gà. Thịt gà đó dạ. Rồi còn làm gì nữa không? Thì rảnh rỗi em ra phòng gym, em tập gym rồi em có dạy thêm nữa. Tại vì em có cái nghề personal trainer. À, tức là dạy thêm tại phòng tập gym đúng không? Dạ. Về công việc cũng nhiều đó. Bây giờ em nói một chút xíu về đường tình duyên cho bên nhà gái nghe đi. Nói về tình duyên thì từ trước đến giờ em chỉ trải qua một mối tình duy nhất. Hai người thương nhau mà rốt cuộc cũng kêu cha mẹ đồ tới á. Rồi xong rồi do họ nhà gái người ta có hướng ngoại nên là người ta không gả cho mình. Không gả cho mình? Dạ. Yêu nhau mấy năm? Cũng được 3 năm. Yêu 3 năm rồi tới đó là dứt luôn?
Và có một hôm là lúc đó em đi làm ở trên Sài Gòn. Lúc đó thì em ấy không có điện thoại, thì em mới mượn điện thoại của bạn á, có tạo tài khoản trên Vinmi á, kêu em lên đọc cái blog của em viết trên đó. Em mới lên em đọc, lúc đó em cũng chưa có điện thoại, mới điện thoại sắp mất hơn giờ. Chứ kỳ em cũng ra em đọc vậy, tạo tài khoản em lên em đọc. Khi mà em đọc cái tới cái dòng chữ là em đã đính hôn với người khác rồi, lúc đó là trái tim em nó tan nát hơn. Và giờ em cũng không biết làm sao luôn, thì cứ sụp mặt xuôi thôi. Em cũng mất 4 năm để mà quên một mối tình. Dữ vậy hả? Dạ. Vậy là em người đàn ông chung thủy đó. Người ta lấy chồng rồi 4 năm sau mới quên được mối tình đó. Dạ. Bây giờ là tới năm thứ mấy rồi? Hiện tại là năm nay là cũng đâu 6 năm, 7 năm rồi. 6, 7 năm rồi. Dạ. Mà nhắc là mối tình đó gần như em cũng đang cảm động đúng không? Dạ. Mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ thôi mình sẽ đi tìm một cái mối tình mới. Và hy vọng rằng với cái sự chung thủy như em nói như thế, nó sẽ giúp cho người phụ nữ họ yên tâm hơn. Dạ. Mời nhà gái. Dạ thì em cũng trải qua một mối tình thôi. Mối tình của em cũng kéo dài cũng khoảng là hơn 6 tháng là kết thúc rồi. Có cái gì đậm sâu không em? Cũng chưa có gì đậm sâu hết chị. Không có gì đậm sâu, bên đây nhà gái đơn giản lắm. Rồi bây giờ em mong muốn có người bạn trai như thế nào? Em mong muốn có người bạn trai á, trước tiên là phải chân thành. Thứ hai á là có công việc ổn định. Thứ ba là biết quan tâm, biết lo cho gia đình. Em có cái điều gì em không thích ở đàn ông? Em nói rồi chị qua chị hỏi rồi có. Em không thích một chàng trai hút thuốc với lại gia trưởng cố chấp. Hút thuốc gia trưởng cố chấp đúng không? Hút thuốc gia trưởng thì em không có, nhưng mà hút thuốc thì em có. Ồ rồi kìa, ở dưới người ta ồ rồi kìa. Em cũng nói với Thâm Tâm, với nói với bản thân em rồi, khi mà em có vợ thì em sẽ cố gắng em bỏ. Có bạn gái là mình bỏ đi chứ đừng đợi tới có vợ. Dạ. Ha, bỏ từ từ ha. Dạ. Được không? Người ta nói người ta bỏ đó. Ok ha. Với lại em ấn tượng với những bạn nam mà cao trên khoảng 1m7. Đủ thí dụ bên đây 1m6 rồi sao? Bên kia chắc không tới rồi. Nhưng không, quan trọng là tính tình rồi. Nếu mà em đặt tiêu chuẩn nó lên cao. Đúng. Đúng. Nói thôi chứ bên đây cũng cao rồi nha. Tôi qua tôi xem đàn gái coi. Em chào anh Quyền Linh. Dễ thương, cao ráo, trắng trẻo, đẹp gái ha. Như người mẫu ạ. Như người mẫu luôn. Bây giờ gì? Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Nếu mà cho hai người thời gian tìm hiểu thì em nghĩ chắc khoảng trên 6 tháng. Trên 6 tháng, được. Hợp lý. Trên 6 tháng được, hợp lý. Giờ để qua đây hỏi coi. Dạ, chào chị. Ta nói trên 6 tháng là ta có thể kết hôn được ạ. Em thì thời gian của em thì 1 năm đảo lại. Rồi, cũng hợp lý luôn. Dạ. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của mình là gì nè? Mẫu hình lý tưởng nói chung là không cân đối, không cao, cũng không thấp, không mập, không ốm là được. Bên kia như người mẫu vậy. Được, nói chung là ổn rồi đó. À, em gái đi với ai? Dạ, em đi với lại em gái của em. À, nhìn là biết rồi. Dạ, em chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Dạ. Dạ, chào khán giả truyền hình. Em thấy nhà trai như thế nào nè? Dạ, em thấy anh bên nhà trai khá là điềm đạm, chững chạc, rồi sống rất là tình cảm. Hợp không? Ok không? Em thấy cũng khá là hợp á. Em cũng mong là anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để mà có thể là tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, nhà trai mình đi với ai? Dạ, hôm nay đi với dì. Dì ruột. Dì ruột, dì như mẹ rồi. Toàn là dì thấy cô gái bên này cũng được. Dạ. Thôi rồi con cũng cho cơ hội hai đứa tìm hiểu với nhau. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ sao? Mở rào. Mở đi. Mở rào. Bắt đầu đi Toàn. Chào em. À, anh có món quà nhỏ nhỏ gửi tặng em. Dạ, em cảm ơn. Mong em nhiều. Dạ, em có món quà tặng anh. Hy vọng anh thích món quà này. Rồi, cảm ơn em. Với cái nghề của mình đó, bây giờ là Toàn có thể tạo dáng hình tập gym thế nào cho em gái thấy thể hiện của mình sáu múi thôi. Bây giờ có thể vừa hát mà vừa tạo dáng. Vừa hát gì hít đất được không? Ừ. Cái này hơi căng. Ví dụ như nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa anh về, thí dụ vậy. Thử xem nào. Cứ bước trôi qua một ngày, mây biến thế nào là yêu. Một ngày trôi qua lặng lẽ, nhưng trong anh rất nhiều điều.
cứ lớn lên trong anh từng ngày, cứ lớn trong anh từng phút. Khi anh được ấm áp bên em, những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, nhưng nếu lỡ một ngày em nói là chia tay, anh sống thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi, nhưng anh cũng thấy đủ rồi. Đừng nói chi em. Dán này nữa. Tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghe cũng đủ rồi. Dễ thương mà. Sao em gái thấy được không em gái? Mút xồ như vậy là có thể bảo vệ được cho mình đó cô gái à. Em thấy anh này cũng khá là điềm đạm. Anh thấy em thế nào? Có đúng như đối tượng mà anh tìm kiếm không ạ? Thấy em thì vẻ bên ngoài là rất hiền, cũng cao cũng ra cũng đúng cái đối tượng anh cần tìm. Nói chung là anh thích. Thời gian rảnh á, anh hay làm gì? Thời gian rảnh hầu như là anh bít thời gian. Buổi sáng anh đi giao hàng, rồi chưa về anh tự anh nấu cơm anh ăn, công việc nội trợ anh làm được hết. Là hiện tại anh đang sống với ai vậy? Với bố. Với bố hả? Chiều thì anh mới rảnh, anh mới ra phòng gym anh tập. Tập xong rồi anh về, xong rồi cũng cơm nước. Tối hai bố con ăn xong, nằm xem điện thoại tí, ngủ, dậy, hết ngày. Đây mình nói về chuyện hẹn hò đi. Hai bạn ở xa nhau hay gần nhau, rồi mỗi lần muốn gặp nhau thì như thế nào? Giờ giấc hai bạn ra sao? Hiện tại thì em ở đâu? Em ở Củ Chi anh. Củ Chi. Thành phố Hồ Chí Minh. Anh ở Bà Rịa, Vũng Tàu, quản lý địa. Khoảng cách thì nó cũng hơi xa. Thu thì xếp, chủ nhật hàng tuần em có đi làm, em có được nghỉ không? Thì em làm việc giờ hành chính không mà, nên chủ nhật em cũng khá là rảnh. Nếu được mình cho nhau cơ hội thì chủ nhật anh sẽ xuống thăm em hàng tuần. Thực ra Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cũng xa, với lại em còn đi du lịch nữa. Nào bây giờ bước tới. Đã hợp lý, hai người cao cũng đây tao có dài luôn. Không sao, hai người nắm tay với nhau nào, hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Em trai có thể nói những cái lời chân thành nhất mình suy nghĩ về bạn gái. Lần đầu tiên thì cái mẫu người bạn gái anh thích đó là hiền dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Thì đến đây thì anh cũng gặp em cũng y chang vậy, nãy giờ nói chuyện nhỏ hiền. Mình có thể mình cho nhau một cơ hội, mình tìm hiểu một thời gian, nếu được thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Còn mà nếu như không được, mình có thể làm bạn nhau. Mình có thể làm bạn nhau. Bây giờ là lúc hai bạn lắng lòng mình lại, và sau đó thì chúng ta sẽ có cái quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đúng rồi, đẹp đôi đó. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo. Thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.
Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Split Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Cảm ơn hai bạn, xin chúc mừng hai bạn. Chúc bạn hạnh phúc nha. Dạ.